超级加倍，不如变倍大喜外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的二腿硬说机甲狼温馨无愧。今天来chắc là fan Diamond của mình cũng là fan của Richie DIC. Thì hôm nay lại mình lại reaction bài Follow Me feat 24 Karai và Viso. Thì 24 Karai Viso thì mình cực kỳ thích rồi, mình không nói rồi. Đấy. Thì Richie DIC thì mình chưa tìm hiểu sâu về ông này, nhưng mà cách ông này chơi flow hay các thứ ấy thì mình vẫn chưa phải là cái gì để mình cảm thấy nó thật sự thích đấy anh em. Nhưng mà mình vẫn phải nghe nhiều bài hơn, nhiều tác phẩm hơn thì mình mới đánh giá được là ông này thế kia các thứ, nên là không thể qua một bài hai bài mà mình nhận xét người ta là thế này thế kia được, đúng không anh em? Đấy thì nói chung rap Việt thì lúc mà fit bài với SMO mà bài né thì ông ấy làm cực kỳ hay, cực tốt đấy, nhưng mà những phần trình diễn riêng của ông ấy ở rap Việt thì mình chưa gây ấn tượng với mình đây, mình nói thật. Ok anh em, thì chắc là mình sẽ không chào anh em rồi mình là bi các thứ nữa, mà là chắc là bây giờ cái tên kênh là Bi Reaction thì chắc là anh em mình cũng biết rồi, mình tên là Bi. Ok anh em vào luôn anh em nhá, follow me. Yes. Don't make it bang. They know nothing about me. She tryna fuck, she my shawty. They wanna see me pull a Rari. Fuck that shit, I need a car key. Follow me, tryna holler me. Bother me, you never bother me. Follow me, tryna holler me. Bother me, you never bother me. They know nothing about me. She tryna fuck, she my shawty. Đấy, mình nói thật luôn, ông này là cái hệ thích chơi hook. Mình thề luôn, cái hook cực kỳ hay nhá. Mới đầu là vào là hook này, mình khẳng định luôn, đây là hook. Mới vào đây là hook luôn, khẳng định anh em luôn. Hai tư cắt rồi. Săn lùng săn lùng. Đợt hút catchy quá. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. Ngã nhịp. Hít sâu. Chắc là
Xin phép anh em nói về cái đoạn của Vi Sâu trước nhá. Cái đoạn của Vi Sâu nó không hợp với bài này. Mình nói thật. Kiểu nó không hợp với bài này ấy, cảm giác nó kiểu thế nào nhỉ? Nó bị ngang ngang ấy. Cái chắc là Richie DC là chơi đơn hook. Đấy, còn vớt một là của 24 Karai rất hay, nhưng mà đến cái vớt của Vi Sâu mình cảm giác nó bị ngang ngang ấy. Vi Sâu mình rất thích nhá, cách 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 chơi Belly hay đóng tune cực kỳ hay, nhưng cái bài này nó không hợp với cái tên với cái beat này, và cái vớt của Vi Sâu nó bị ngang cái bài mất rồi, và cảm giác là mình cảm thấy nó bị tụt đấy. Thế anh em, bởi vì nhá, đây anh em này mới vào này, cho anh em nghe đoạn hook mình giải thích nhá. Okay, follow me, follow me, follow me, you never bother me. Follow me, follow me, follow me, you never bother me. They know nothing about me. She just a fuck, she be shawty. They wanna see me pull a Rari. Fuck that shit, I ain't need a car key. Follow me, follow me, follow me, you never bother me. Follow me, follow me, follow me, you never bother me. Đây, hai thứ cắt roi này. Lăng đùng lăng đùng. Yes. Đây 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 đây. Đến cái đoạn này này, nghe nó trôi bài nó cực kỳ hay luôn, là giống như có một cái sự gắn kết ấy. Cực kỳ hay, từ đoạn đoạn hook xong vào 24K bắt flow, cái flow cực kỳ hay, cái flow đi cực kỳ gắt, và mình cảm giác nó cuốn. Đây, và Vi Sâu vài câu đầu cũng cực cuốn, nhưng mà đến cái chỗ này này. Đây. Giống như kiểu nó bị chậm lại ấy, và nó bị ngang anh em ạ, nó bị ngang, nên đâm ra là mình cảm giác nó không vào bài. Và sau đến cái đoạn của Vi Sâu nhá, đây là không, mình không phải chơi Vi Sâu, nhưng cái đoạn này nó không hợp với cái bài thật. Đây, đến cái đoạn Vi Sâu hát xong này. Đây, nó bị chậm lại rồi. Đấy, cái đoạn bị chậm, và cái lúc mà bắt sang đoạn hook tiếp nó cảm giác nó bị cắt ngang, nó bị cắt, chứ nó không khớp như cái đoạn của 24K. Đây đây đây. Đấy, cách bắt flow của đấy hay hơn. Đấy anh em ạ. À, đấy. Khổ thế như này, cách bắt flow của nó. Nhưng mà ok, xét tổng thể đến cái đoạn mà mình dừng lúc nãy, một vài câu đầu của tất cả mọi thứ rất hay, rất ok luôn. Lấy, sorry anh em, mình có điện thoại chút. Ok, sorry anh em, mình xong việc nhé. Ok anh em. Thì đây, đến cái đoạn này là mình thấy cả bài cực kỳ hay này. Đây, Vi Sâu sẽ không bao giờ để cái tên tuổi mình phải mất mất điện. Đây, nhưng cái đoạn Vi Sâu Richie ấy thêm chữ K và đi về sau đó, mình cảm giác là nó không khớp với bài, mà cảm giác mình đang trôi, mà đang trôi. Tự nhiên bị ngắt một phát đi xuống. Đấy, lại nó đi xuống nó chậm, nó cái nhịp nó đi chậm ấy, mình cảm giác mình mất 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 cái hứng ấy. Đấy anh em. Thì đấy là ý kiến cá nhân của mình anh em nhá, và xin lỗi em fan Diamond của anh nhá. Ok em, thì đây là những cái gì anh thấy thì anh nói thôi. Tất nhiên chuyên môn thì anh không có nhiều, nhưng mà cái đoạn của Vi Sâu không hợp thật,
không hợp với cái đoạn này thật. Không biết là làm sao nhưng mà anh cảm giác nghe anh cảm giác nó bị như thế đấy. Đoạn của nói chung cái chia đi đi đồn húc thì quá ok rồi, đồn húc này cực kỳ bắt tai luôn. Và cái đoạn đi flow cách đi bài của 24 karat cũng cực kỳ hay, cũng cực kỳ ok, nhưng chỉ có đến cái đoạn của Vĩ Sâu thì nó bị trứng quá và nó tạo cảm giác cho người nghe nó bị đi xuống quá đấy anh em. Thì đấy thì là ý kiến của mình, cá nhân của mình thôi, nếu mà mình sai thì mọi người cứ comment tầng dưới ý kiến của anh em nhé. Ok anh em, cái bài này cũng cực kỳ hay, chỉ có là đoạn của Vĩ Sâu nó chưa được thôi đấy. Và ok anh em, lời nói đầu tiên vẫn là cảm ơn anh em đã luôn xem phần reaction của mình. Và mọi người đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký anh em nhé, một lượt like, và anh em comment đằng dưới ý kiến của anh em. Và anh em muốn mình reaction video của sản phẩm nào thì mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em nhé. Ok anh em, bye bye và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.